Rồi, hello, xin chào tất cả những bà con, xin chào tất cả những các bạn. Đây, mình đang ở một trạm xăng ở thành phố Bordeaux, là mình đã đổ xăng xong. Và hôm nay mình rất vui gặp lại các bạn và sẽ dẫn các bạn đi một cuộc hành trình đi lên tới thành phố Paris. Paris là thủ đô của nước Pháp và một thành phố rất là đẹp mà mình cũng rất thích thành phố Paris. Mình sẽ dẫn các bạn đi nguyên một cuộc hành trình và mình lên Paris và đã thu rất là nhiều video, rồi sẽ lần lượt sẽ trình bày cho các bạn xem cho vui. Thì thành phố Paris xa thành phố Bordeaux 600 khoảng chừng 600 cây số. Thì cuộc hành trình này nó chia ra làm nhiều đoạn, thành là nhiều cái phần video. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi từ thành phố Bordeaux, đây là mình tiến hành đi về nước Bắc, phía Bắc, xin lỗi, mình tiến hành về phía Bắc để đi lên tới thành phố Paris. Bây giờ mình sẽ trình bày cho các bạn trên cái bản đồ cho nó dễ coi hơn nha. Rồi. Thì đây là cái bản đồ của nước Pháp. Các bạn cũng như các bạn thấy ở dưới đây thì đây là thành phố Bordeaux. Thành phố Bordeaux đây, mình sẽ tiến hành về phía Bắc và đi lên tới thành phố Paris, là nó nằm ở chỗ này ha. Thì cũng như mình nói là thành phố Bordeaux cách thành phố Paris khoảng chừng 600 cây số. Thì mình lần lượt mình sẽ đi ngang thành phố Angoulême, thành phố Angoulême, sau mình sẽ đi tiếp tục và tới thành phố Poitiers. Mình chỉ đi ngang thôi chứ không có đi vào thành phố, và tới thành phố Tours, rồi tiến hành tới thành phố Orléans xong rồi mình sẽ đi thẳng tới Paris, thành Paris là thủ đô của nước Pháp. Thì cái cuộc hành trình này mình sẽ quay vài đoạn video để cho các bạn xem. Ở đây nó có một cái đường, có một cái con sông tên là con sông Loire. Cái con sông Loire này nó chia nước Pháp khoảng chừng như là chia làm hai cái phần phía nam này đó. Thì các bạn sẽ trong cái video mà mình dẫn các bạn đi đó thì các bạn thấy cái sự khác biệt giữa cái thời tiết giữa cái phần phía nam của dòng sông Loire với lại phía bắc của dòng sông Loire, tức là qua khỏi thành phố Tours bắt đầu tiến hành tới thành phố Orléans thì mình sẽ bị bão tuyết, và chắc các bạn cũng chưa thấy bão tuyết trên đường đi ra làm sao. Thì mình sẽ thâu cho các bạn xem, thành thấy Bordeaux nó rất là ấm và càng ngày càng đi lên miền Bắc thì nó rất là lạnh. Ok, thì ngay cái chỗ thành phố sau thành phố Orléans thì mình sẽ cho các bạn xem. Ok. Lúc mình đi trên đường đi tới thành phố Paris thì lúc mình rời khỏi thành phố Bordeaux thì mình qua cái cầu này rất là lớn, một cái cầu lớn nhất ở thành phố Bordeaux, tên là Pont d'Aquitaine. Thì mình đang đi trên cái cầu Pont d'Aquitaine thì nó có 4 lane, 6 lane, 3 lane bên này, 3 cái đường chạy bên này và 3 đường chạy bên phía kia. Cầu này rất là rộng, rất là lớn và rất là cao, và nó băng ngang dòng sông Garonne. Mình đi mình quay luôn cho các bạn xem đi trên cái cầu này nó ra thế nào. Và có dịp thì mình sẽ đi ở dưới, từ thành phố Bordeaux đi dưới để cho các bạn xem, tại vì đi trên thì nó không có thấy nhiều cái dạng của cái cầu. Ở bên phía tay phải của các bạn thì nó có một cái chateau rất là đẹp, rất là cổ kính của trước khi qua khỏi cái cầu Pont d'Aquitaine của thành phố Bordeaux. Mình đang tiến hành về phía thành phố Angoulême. Bên đi trên đường cao tốc á, thì trên bên Pháp này nó có nhiều loại đường, những cái đường cao tốc, những đường xa lộ mà có chi phí, tức là có thuế.
mình phải đóng đóng tiền, và những cái đường cao tốc mà không có cần đóng tiền. Thì bây giờ mình đang đi trên một cái đường cao tốc mà không cần đóng tiền từ thành phố Bordeaux tới thành phố Poitiers. Để cho các bạn xem thì các bạn thấy cái đường cao tốc này á, nó rất là phong cảnh rất là đẹp chung quanh, mà nó cũng có bốn cái lên, hai cái đường bên đây và hai cái đường bên kia để mình qua mặt thoải mái. Mình song song trên song song với cái đường này á, thì nó cũng có cái đường xa lộ từ Bordeaux tới Poitiers, nhưng mà nó đóng tiền. Thì mình sẵn dịp này đó thì mình đi để các bạn so sánh luôn cái đường, thay vì mình đi cái đường này, thay vì mình đi cái đường xa lộ đóng tiền thì mình đi cái đường xa lộ mà không đóng tiền này, nó cũng đẹp và nó cũng an toàn. Nhưng mà cái xa lộ mà không đóng tiền thì không phải chỗ nào cũng có hết. Tốc độ thì phải giảm ở bên phía tây, phải có cái radar, tức là cái máy nó đo cái tốc độ của các bạn, nếu mà chạy lố thì mình sẽ bị bắt. Ở trên mấy cái đường này thì rất là nhiều cái radar. Bây giờ mình đã đi ngang cái thành phố Angoulême mà. Các bạn thấy hai bên cạnh là nó cũng như có những cái màu mè, đó là những cái cuốn sách như là bande dessinée, bên Pháp nó kêu bande dessinée, tại vì Angoulême là thủ đô của bande dessinée, tức là sách mà hoặc cái bằng nó vẽ hình nữa. Bây giờ mình đang sắp sửa tới thành phố Poitiers, thì các bạn thấy thời tiết nó bắt đầu nó thay đổi một chút rồi. Mình phải bật đèn lên, tại vì mình buổi sáng, bây giờ buổi sáng bây giờ mình chưa tới 11 giờ, nhưng mà bị có sương mù cho nên rất là khó chạy. Đây mình bắt đầu sơ soạn đi ngang thành phố Poitiers mà, và mình sẽ rẽ ra phía này để mình đi tiếp bằng xa lộ cao tốc mà phải đóng đóng tiền, đóng thuế, đóng chi phí đó. Thì mỗi bận gì đó thì mình phải lấy một cái vé ở một cái trạm thu phí của cái đường cao tốc, cái đường xa lộ, rồi sau đó mình trả tiền. Bây giờ mình đang tới thành phố Tours. Thành phố Tours là một trong những cái thành phố lớn nhất trên đường mình đi từ Bordeaux cho tới Paris. Bây giờ nhiệt độ ngoài cũng bắt đầu xuống, càng ngày càng xuống, càng mình lên miền Bắc thì nó càng ngày càng xuống. Ở dưới Bordeaux thì mình đi hồi nãy đó thì khoảng chừng 7 độ C. Bây giờ lên tới tour này thì nó thành 0 độ rồi. Và mình sẽ lên, mình sẽ đi tiếp tới thành phố Orléans. Và có một cái sự bất ngờ xảy ra lúc mà mình chưa tới thành phố Orléans là một cái bão tuyết trước khi mình tới thành phố Orléans. Đó các bạn thấy bây giờ thay chung quanh là tuyết nó trắng phếu hết, mà nó bị xe hơi thì chạy thì có tuyết rơi rất là nhiều. Đường cũng trơn trượt, bên Pháp nó kêu bằng vergla, tức là rất là nguy hiểm, tức là các bạn không có thể nào mà thắng gấp thì các bạn cho xuống ruộng luôn. Ở đây không có ruộng nhưng mà nó nhào vô cái cây luôn. Các bạn thấy mấy cái xe bên hông nó chạy đó, bên phía trái đó, làm như nó lướt trên mặt nước, thì cái này là lúc không có nên thắng gấp, thành ra mình phải coi chừng cái xe trước mặt, đừng có chạy gần quá. Hay là mình phải thấy một cái xe trước mặt nó có một cái vấn đề gì, mình phải lách ra mà thật là xa, chứ không có đợi gần thắng gấp đó thì cái xe mình sẽ trượt. Rồi bây giờ tuyết hai bên và sương mù nữa. Các bạn thấy thành phố Orléans là nó nằm trong một tuyết, mình không có đi vào thành phố, nhưng mà ở đây thì mình không có thấy phong cảnh xung quanh nữa bởi vì nó có sương mù. Thành phố Orléans là thành phố chót trước khi mình tới thành phố Paris. Rồi bây giờ mình đã tới cái trạm thu chi phí của cái đường xa lộ cao tốc. Các bạn thấy không, rất là nhiều xe hơi và rất là nhiều chỗ để người ta thu chi phí, từ bởi vậy mới làm nổi, tại vì rất là nhiều xe hơi vào thành phố Paris.
thì đây mình đợi rồi mình sẽ trả tiền, mình sẽ trả tiền, mình trả tiền xong thì cái đèn xanh nó sẽ bật lên và mình đi qua cái trạm chót thu phí. Và mình bây giờ mình rất là gần thành thủ đô Paris. Mình sẽ vào thủ đô Paris. Đó, đây mình bắt đầu vào thủ đô Paris. Bây giờ thôi, bây giờ video đã dài, mình sẽ ngừng cái phần 1 này. Mình đã tới Paris rồi. Mình sẽ ở ngoài ô ở vì có gia đình, rồi sẽ dẫn các bạn vào thành phố Paris để cho các bạn để cùng với các bạn chỉ cho các bạn những cái nhiều chỗ rất là hay và nhất là rất là đẹp. Thôi chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe và thật vui vẻ. Hẹn các bạn video kỳ tới phần 2, phần 3 hay là không biết mấy phần nữa, nhưng mà sẽ có nhiều phần sau để cùng nhau tiếp tục đi tham quan thủ đô của nước Pháp là thành phố Paris rất là đẹp. Nếu các bạn thích, xin các bạn cho một cái like và đăng ký cái kênh của mình nếu các bạn chưa có đăng ký, và các bạn chia sẻ trên Facebook của các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video kỳ tới. Xin kính chào tất cả các bạn.